quý vị thân mến thời gian vừa qua dư luận cả nước xôn xao ngỡ ngàng trước biệt phủ đồ sộ của hàng loạt quan chức việt người ta bất ngờ với số lương ít ỏi của công chức làm sao các quan này lại có thể xây những khu biệt thự hàng trăm tỷ đồng như thế có quan lý giải rằng họ xây được như thế là nhờ tích góp từ việc chạy xe ôm buôn trổi đót, nuôi heo, vân vân và mây mây. Để xem phần lý giải của họ có đúng như thế không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cơ ngơi khủng của các quan chức trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, biệt thự đồ sộ tại Thanh Hóa của bà Trần Thị Luyến. Căn biệt thự được xây trên vị trí hợp thừa từ 16 lô đất đứng tên bà Trần Thị Luyến thị trấn Quảng Sương, huyện Quảng Sương. Được thiết kế theo lối kiến trúc của Pháp, mái xanh cửa gỗ kết hợp với các đường nét và hệ thống trang trí chi tiết cầu kỳ. Biệt thự có quy mô bề thế, nguy nga và tráng lệ, tọa lạc ngay vị trí vàng của khu đô thị trên khuôn đất với ba mặt tiền bao bọc đều là những con đường khá rộng. Theo một số người dân sống gần đây cho biết, Căn biệt thự xây và hoàn thiện trong vòng hơn gần 2 năm mới xong. Những cây trồng trong biệt thự và ngoài cổng đều là những cây có giá trị. Bên trong căn biệt thự nhìn rất hoành tráng và nguy ngạc. Căn biệt thự được chủ nhân xây dựng 3 tầng, thiết kế theo lối kiến trúc Pháp với các đường nét trang trí cầu kỳ. Từng chi tiết nhỏ trên căn biệt thự đều được chăm chút rất tinh xảo và tỉ mỉ. Tại thời điểm chúng tôi đang chiêm ngưỡng vẻ đồ sộ của căn biệt thự có khá nhiều xe sang đỗ cạnh căn biệt thự này thậm chí có nhiều xe biển xanh ra vào được biết bà trần thị luyến là vợ một quan chức tỉnh ủy thanh hóa và căn biệt thự trên là của gia đình bà một lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn quảng sương huyện quảng sương tỉnh thanh hóa cho biết hiện nay gia đình quan chức đó đang sinh sống tại đây khi xây dựng căn biệt thự thị trấn đã có hồ sơ gửi lên Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương để cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên cán bộ địa chính của Ủy ban Nhân dân thị trấn Quảng Sương cho biết không nắm được giấy phép xây dựng của căn biệt thự này vì sau khi được huyện cấp, bà Xuyến tự đi lấy. Trả lời về việc dư luận cho rằng các công trình xây dựng bằng cách hợp nhiều thửa đất lại phá vỡ quy hoạch tại khu đô thị này đại diện thị trấn Quảng Sương cũng không nắm được và cho rằng chắc phải được cho phép. Theo giấy phép xây dựng mà Phòng Kinh tế Hạ Tầng huyện Quảng Sương cung cấp cho chúng tôi, giấy phép xây dựng căn biệt thự này đứng tên bà Trần Thị Luyến, được phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, mật độ xây dựng 19%, diện tích xây dựng tầng 1, 320m2, tổng diện tích sàn là 865m2. Chiều cao công trình 15,45m Số tầng là 3 Được xây dựng trên khuôn viên đất Có diện tích là 1.657m2 Theo nguồn tin riêng của chúng tôi Không chỉ căn biệt thự trên được xây dựng Từ nhiều thửa đất gộp lại Mà tại khu vực này Còn rất nhiều cán bộ công chức nhà nước Của tỉnh Thanh Hóa Đều xây dựng những căn nhà khủng và hoành tráng Có dấu hiệu phá vỡ quy hoạch Thật đúng là Người một bức tranh tương phản Giữa những người công chức với nhau Người giàu lên nhanh chóng Xây nhà cao cửa rộng xe sang Kẻ thì vẫn không có tấc đất cắm rủi Và với mức thu nhập Còn nhiều khó khăn của cán bộ công chức tỉnh Thanh Hóa Thì việc có được một ngôi biệt thự đồ sổ Nguy nga như trên Chỉ là giấc mơ không có thật Cho dù cả đời có đi buồn trội đọt Thứ hai, biệt thự dưới chân núi Hải Vân, ông Phan Như Thạch. Biệt thự quan chức Phạm Như Thạch là một trong những công trình xây dựng để lại nhiều tai tiếng từ năm 2014. Theo đó, tại chân núi Hải Vân, ông Thạch cùng với ông Ngô Văn Quang đã xây dựng hai quần thể biệt thự trái phép và bị phát hiện. Ông Phạm Như Thạch nguyên là thiếu tướng công an đã về hưu, còn ông Ngô Văn Quang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Minh chuyên khai thác vàng. Cả hai biệt phủ được xây dựng ở vị trí thuận lợi, chỉ cách lối rẽ từ đèo Hải Vân đến trụ sở hạt kiểm lâm, quận Liên Triều khoảng 400 mét. Riêng biệt thự của ông Quang rộng hơn 1.400 mét vuông, kiến trúc cổ, cầu kỳ, có tường rào bê tông kiên cố, chi phí xây dựng vào khoảng 150 tỷ đồng. Quân thể biệt thự nguy nga như phủ vua chúa từ kiến trúc cho đến cảnh quản sau khi bị phanh phui. Chính quyền Đà Nẵng điều tra và kết luận do có sự lòng lẻo của chính quyền. Đến tháng 2 năm 2015, biệt phủ nguy nga này đã bị xử phạt hành chính và buộc phải tháo rỡ trong 35 ngày. Ông Thạch đã chấp nhận nộp phạt và tháo rỡ, còn ông Quang thì chỉ rỡ 15 m vuông và làm đơn xin giữ lại làm khu du lịch tâm linh nhưng không được chấp nhận. Sau nhiều lần trì hoãn, đến thời điểm hiện tại, khu biệt thự vẫn còn khoảng một phần ba. Gia đình tướng Thạch tháo rỡ biệt thự xây trái phép. Trong hai ngày qua, gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch đã chấp hành nghiêm quyết định xử phạt và bắt đầu tháo rỡ công trình xây dựng trái phép. Bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 3, gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, đã thuê hơn 20 nhân công tiến hành tháo rỡ công trình biệt thự xây dựng trái phép tại khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Các công nhân đã dùng máy khoan búa đập và tháo xong một số hạng mục như cửa kính của căn biệt thự. Đến sáng này, theo quan sát tại hiện trường, phần ngọn của căn biệt phủ này đã được đập bỏ sau khi tháo rỡ ngói cửa còn tại khu biệt phủ của đại gia và Ngô Văn Quang, nằm cạnh khu biệt phủ của tướng Thạch, cũng bắt đầu tháo rỡ vào xã cục này. Ngày 5 tháng 3, ông ông Văn Dũng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Liên Triều Đà Nẵng cho biết, sau khi có quyết định yêu cầu tự tháo rỡ biệt thự xây không phép trên rừng phòng hộ và rừng sản xuất Nam Hải Vân, gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang đã tự tháo rỡ những hạng mục vi phạm quyết định xử phạt hành chính buộc tháo dỡ hai công trình xây dựng trái phép được ban hành vào ngày 4 tháng 2 và hết hạn vào ngày 10 tháng 3. Ông Dũng cho biết, quận Liên Triều đang theo dõi quá trình tự tháo dỡ của hai người vi phạm. Theo ghi nhận, tiến độ tháo dỡ căn biệt thự của ông Phan Như Thạch diễn ra khá tốt. Đối với khu biệt thự của ông Ngô Văn Quang, ông Dũng cho biết Phía chủ biệt thự đã tháo dỡ phần nhà bê tông 15m2, trả lại nguyên trạng đất sử dụng sai mục đích như ban đầu. Tháo dỡ những phần ảnh hưởng của dòng chảy con suối chảy ra suối lương. Ông Dũng cũng cho hay, hiện tại ông Ngô Văn Quang đã có văn bản gửi lên quận xin cho tồn tại một số hạng mục để khai thác du lịch tâm linh gồm 5 nhà giường gỗ, một nhà máy tôn, 5 nhà tường xây mái đúc, Do việc này vượt thẩm quyền nên quận đã chuyển văn bản lên thành phố xin ý kiến. Nếu thành phố không chấp thuận thì sẽ tiếp tục có hướng xử lý và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm trên. Trước đó vào ngày 4 tháng 2, ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Triều đã ký quyết định số 705 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép tại khu vực đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Cụ thể ông Quang đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng và bị xử phạt 22,5 triệu đồng. Buộc ông Quang phá rỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại địa điểm nêu trên. Ông Quang còn bị xử phạt 15 triệu đồng do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đối với ông Phan Như Thạch, quận Liên Triều cũng đã có quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng do tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án khu du lịch tổng hợp và nghỉ dưỡng làng Vân, buộc ông Thạch phá rỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm điều trị. Thứ ba, biệt thự tài tiếng nhất yên bái của ông Phạm Sĩ Quý Biệt thự của ông Phạm Sĩ Quý xây dựng ở Yên Bái bị báo chí phanh phui vào tháng 6 năm 2017. Ông Phạm Sĩ Quý là giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, em trai ruột của Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Ông Quý cho biết, đây là kết quả của một quá trình lam lũ, nỗ lực làm đủ nghề mà có từ thời thanh niên, tôi đi mua chổi đót lá chít từ trên này xuống Hà Nội bán. Sau khi điều tra và có kết luận thanh tra biệt phủ của ông Quý, Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái quyết định xử phạt hành chính số tiền là 507 triệu đồng do xây dựng công trình vượt phép và không có giấy phép. Đồng thời kỷ luật cảnh cáo, bộ ông Quý thôi chức giám đốc và chuyển làm phó tránh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Những điểm nhấn trong vụ biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý ở Yên Bái trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về việc xử phạt gia đình ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và kỷ luật các cá nhân sau kết luận của thanh tra chính phủ. Ông Chu Đình Ngữ, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã xử lý theo quy định của pháp luật và trên cơ sở kết luận của thanh tra chính phủ. Liên quan đến vụ việc, ông Chu Đình Ngữ cho biết đã có 14 cá nhân liên quan đến vụ biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý bị xử lý kỷ luật về mặt đảng và chính quyền. Đối với gia đình ông Phạm Sĩ Quý, cơ quan chức năng Yên Bái đã xử phạt số tiền trên 507 triệu đồng với lý do xây dựng trái phép và không phép tại khu biệt phủ của gia đình, đồng thời phạt chậm nộp thuế số tiền hơn 51 triệu đồng về việc xử phạt xong vẫn cho tồn tại các công trình sai phép, không phép. Ông Chu Đình ngữ khẳng định. Tất cả các việc xử lý sau quá trình thanh tra đều được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trước đó, những ngày đầu tháng 6 năm 2017, dư luận bắt đầu nóng lên khi báo chí liên tục phản ánh về vụ việc gia đình ông Phạm Sĩ Quý được Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái quyết định cho chuyển đổi hơn 1,3 hecta đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở để xây biệt phủ ngày 19 tháng 6 năm 2017, thanh tra tỉnh yên bái cho biết thành lập một đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ toàn bộ nội dung báo chí nêu về cụ đất 1,3 hecta đứng tên bà hoàng thị huệ vợ ông phạm sĩ quý. tuy nhiên trước những ý kiến băn khoăn quan ngại về tính khách quan, mình bài cuộc thanh tra, ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã chủ động đề nghị thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra vụ việc. ngày 27 tháng 6 thanh tra chính phủ đã công bố quyết định thanh tra. Sau nhiều ngày im lặng, chiều ngày 29 tháng 6, ông Quý đồng ý gặp báo chí để trả lời những thông tin liên quan đến khu biệt phủ của gia đình ông. Theo ông Quý, khu dinh thự được xây dựng từ tiền vay ngân hàng, mượn của nhiều bạn bè và kết quả của cả một quá trình ông Lam Lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề. Đã chú ý, ông Quý khẳng định nếu mà sự việc không đúng Nếu sai phạm đến mức Phải từ chức tôi cũng chấp nhận Sau thời gian thanh trả 15 giờ chiều ngày 23 tháng 10 Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Thanh tra chính phủ đã Thông báo kết luận thanh trả Việc quản lý đất đai cấp phép xây dựng Và quản lý xây dựng Việc chấp hành quy định của pháp luật Về minh bạch tài sản thu nhập Của ông Phạm Sĩ Quý Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái liên quan đến khu đất. Kết luận thanh tra cho thấy, trong 6 hồ sơ mà Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho phép bà Hoàng Thị Huệ và ông Phạm Sĩ Quý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với tổng diện tích hơn 1,3 hecta, cơ quan chức năng Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã không thẩm định nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là vi phạm nghị định của chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. Việc để bà Huệ và các hộ dân tự thành lập khu dân cư, tự làm đường giao thông là không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đất đai, không phù hợp với nội dung đã được Thủ tướng phê duyệt tại Nghị quyết số 64 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Kết luận thanh tra cũng cho thấy việc Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho phép bà Huệ chuyển hơn 1.000 mét vuông đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở là không đúng về loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đối với diện tích đất nông nghiệp bà Huệ trả lại hơn 4.000m2 để làm đường giao thông nội bộ cho các hộ, trong đó có gia đình mình, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố giảm trừ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không quản lý để bà Huệ và các hộ tự ý làm đường giao thông là không đúng quy định theo luật xây dựng thanh tra chính phủ cũng chỉ rõ ở thời điểm tháng 7 đến tháng 8 năm 2015 sau khi tiếp nhận hồ sơ của bà Huệ, ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã ban hành năm quyết định cho phép gia đình ông Quý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhanh hơn so với thời gian trung bình của các hộ khác. Việc ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp phép xây dựng cho gia đình bà Huệ là chưa đúng với quy định của luật xây dựng. Tại thời điểm thanh tra trên khu đất của gia đình mình bà huệ xây dựng nhà ba tầng một tôm diện tích xây dựng tầng một là hai trăm sáu mươi m hai tổng diện tích sàn là hơn tám trăm bốn mươi m hai thanh tra chính phủ kết luận gia đình bà huệ đã xây thêm một tôm vượt diện tích ba trăm bốn mươi m hai sàn xây dựng so với giấy phép được cung cấp ngoài ra bà huệ đã xây dựng một số công trình không phép gồm một nhà thờ gỗ cũ một nhà sàn gỗ cũ một cây cầu bắc quả hồ nước, một căn nhà mái bằng làm bếp. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và các cơ quan chức năng chưa thực hiện kiểm tra xử lý những vi phạm xây dựng trên của gia đình bà Huệ. Về việc xác định tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu biệt phủ, thanh tra chính phủ cho rằng cơ quan chức năng thành phố Yên Bái đã giảm trừ cho bà Huệ hơn 2 tỷ, được xác định chi phí đào đắp mặt bằng là thiếu quan cứ, thiếu cơ sở thực tế. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng, hơn 1,3 ha đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, tổng số tiền bà Huệ phải nộp ngân sách nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng. Tuy nhiên qua kiểm tra, bà Huệ thường xuyên chậm nộp nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Theo quy định, cơ quan thuế phải xử lý việc chậm nộp trên của bà Huệ Chi cục thuế của thành ủy Yên Bái đã không thông báo cho bà Huệ, không xử lý phạt nộp chậm đối với bà Huệ là không đúng quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huệ, trong khi chưa xử lý việc nộp chậm của bà Huệ là chưa đúng với quy định của luật đất đai và luật quản lý thuế. Thành tra Chính phủ cho rằng đối chiếu với bản kê khai tài sản thu nhập năm 2014 của ông Quý thì ông này đã không kê khai 1.200 m2 đất ở 59.597,5 m2 đất nông nghiệp và vệ đứng tên không kê khai tiền vay ngân hàng là 3,8 tỷ đồng Năm 2015 ông Quý không kê khai 13.111,3 m2 đất ở 41.568 m2 đất nông nghiệp bảo vệ đứng tên không kê khai tiền vẽ ngân hàng hơn 6 tỷ đồng và tiền bố mẹ cho 1,9 tỷ đồng Đối với việc kê khai tài sản của ông Quý khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái năm 2016 ông Quý kê khai thiếu 7.905,8 m2 đất ở 27.556 m2 đất nông nghiệp do bảo vệ đứng tên không kê khai một nhà diện tích 500 m vuông tại tổ 51 phường Minh Tân, không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9 tỷ đồng và vay bạn bè 60 cây vàng. Qua kiểm tra, ông Quy đã ký 4 hợp đồng tín dụng vay ngân hàng gồm năm 2014 vay của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chỉ nhanh Yên Bái 3,8 tỷ đồng. Năm 2015, 2016 ký 3 hợp đồng với ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái vài 9,55 tỷ đồng, mục đích để xây nhà và sửa nhà. Đến 31 tháng 12 năm 2016, gia đình ông Quý còn nợ ngân hàng hơn 9 tỷ đồng. Theo giải trình của ông Quý, khoản tiền vay trên gia đình sử dụng một phần để xây nhà ở, khu trang trại với tổng chi phí khoảng 7 tỷ đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Đã ký các quyết định cho phép bà Huệ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái với vai trò là người đứng đầu Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Yên Bái và các cá nhân có liên quan. Việc kê khai thiếu trung thực của ông Quý đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai. Vi phạm chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Theo thanh tra chính phủ, những vi phạm trên của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh. Khu biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý được phạt cho tồn tại. Trong báo cáo vừa gửi tới Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ tỉnh Yên Bái, cho biết đã xử phạt hành chính số tiền trên 500 triệu đồng đối với những vi phạm tại biệt phủ của gia đình ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Rất nhiều công trình xây dựng vi phạm không phép, sai phép sẽ được tồn tại là điều rất khó hiểu. Nguồn tin của phóng viên cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có văn bản số 222 gửi Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ báo cáo về kết quả xử lý sau thanh tra việc quản lý đất đai cấp phép xây dựng tại tổ 42, 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập của ông Phạm Sĩ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Theo đó đến nay đã có 14 cá nhân liên quan vụ biệt phủ Yên Bái bị xử lý kỷ luật về mặt đảng và chính quyền, trong đó những cán bộ công chức cấp phòng trở xuống thuộc thành phố Yên Bái thì Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã quyết định kỷ luật với hình thức kiến trách về đảng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Yên Bái đã quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái và cán bộ địa chính phường này cũng đã bị kỷ luật. Cục trưởng Cục thuế tỉnh Yên Bái đã quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai cán bộ công chức của Chi cục thuế thành phố Yên Bái là ông Phạm Thành Hải, Chi cục trưởng và ông Ngô Văn Xuân, Phó đội trưởng đội chức bạ và thu khác. Đáng chú ý, nguồn tin của phóng viên cho biết đến nay cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã xử phạt số tiền trên 507 triệu đồng do xây dựng trái phép và không phép tại khu biệt phủ của gia đình ông Phạm Sĩ Quý và phạt chậm nộp thuế số tiền hơn 51 triệu đồng. Báo cáo của tỉnh Yên Bái gửi Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định cơ quan chức năng địa phương này đã ban hành các văn bản chấn chỉnh về việc tính chi phí đào đất san lấp mặt bằng như kết luận thành tra chính phủ đã nêu và chấn chỉnh công tác quản lý về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Trả lời phóng viên sáng ngày mùng 2 tháng 12, ông Chu Đình Ngữ, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định tất cả các kiến nghị của thanh tra chính phủ đều đã được giải quyết riêng vấn đề quy hoạch chi tiết thì giống như các địa phương khác trong cả nước không phải phường xã nào cũng có quy hoạch chi tiết nên việc này cần có thời gian đòi hỏi thời gian đo vẽ rồi tính tiền cho việc đo vẽ đó nữa trương những thằng mang liên quan đến việc cơ quan chức năng tỉnh yên bái tập trung xử phạt tiền để cho tồn tại những công trình không phép sai phép trong quần thể biệt phủ của gia đình ông phạm sĩ quý có phù hợp hay không ông chu đình ngữ nói không chỉ riêng kết luận của thanh tra chính phủ mà kết luận của các cơ quan thanh tra kiểm toán thì cũng phải bám rất sát vào quy định hiện hành để thực hiện những gì vướng mắc lại phải xin ý kiến cơ quan quản lý để bám theo hướng dẫn đó mà xử lý. Tùy theo tính chất vi phạm thì sẽ có hướng xử lý theo quy định hiện hành. Sự phạt hành chính để tồn tại, cái đó pháp luật cho phép. Pháp luật cho phép xử lý hành chính, xây dựng không phép để tồn tại thì cũng theo quy định của pháp luật chứ không phải mình đặt ra sinh ra. Trước đó, thiện kết luận số 2681 trên KLTTCP ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng, việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập liên quan tới khu đất tại tổ 42, 52, phường Minh Tân, Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Phạm Sĩ Quý và cho thôi các chức vụ bí thư đảng ủy ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở tài nguyên và môi trường về chính quyền yên bái quyết định kỷ luật ông quý bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi chức vụ giám đốc sở tài nguyên và môi trường điều động đảm nhiệm chức vụ phó văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh yên bái ông trần xuân thủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yên bái bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng và áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền ông nguyễn yên hiền Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng và kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền. Kê khai thiếu hàng loạt khối tài sản lớn Theo kết luận thanh tra năm 2014, ông Phạm Sĩ Quý đã không kê khai 1.200 m2 đất ở, gồm 60.000 60 m2 đất nông nghiệp, bà Hoàng Thị Huệ và ông Quý đứng tên, không kê khai tiền vay ngân hàng 3,8 tỷ đồng. Năm 2015, Ông Phạm Sĩ Quý không kê khai trên 13.111 m2 đất ở, gần 42.000 m2 đất nông nghiệp và phải đứng tên, không kê khai khoản vay ngân hàng trên 6,3 tỷ đồng và tiền bố mẹ cho 1,9 tỷ đồng. Sau khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái vào năm 2016, ông Phạm Sĩ Quý đã kê khai thiếu gần 4.900 m2 đất ở, 27.500 m2 đất nông nghiệp đứng tên bà Huệ, không kê khai tiền vay ngân hàng trên 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng. Qua kiểm tra, thanh tra chính phủ phát hiện gia đình ông Phạm Sĩ Quý đã ký 4 hợp đồng tín dụng vay tiền của ngân hàng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, gia đình ông Quý còn nợ ngân hàng là 9,154 tỷ đồng, có xác nhận của ngân hàng. Thanh tra chính phủ khẳng định ông Phạm Sĩ Quý là đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản nhưng đã kê khai không đầy đủ thiếu trung thực vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai tại Nghị định 78 trên 2013 của chính phủ. Đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai. Vi phạm chỉ thị 33 trên CT TVK của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị tổ chức kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sĩ Quý về hành vi trong việc kê khai tài sản thu nhập vi phạm quy định tại khoản 4 điều 37 luật phòng chống tham nhũng với vai trò người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Yên bài. Thứ tư, biệt thự quan chức Đắk Lắc, ông Nguyễn Sĩ Kỳ. Cận cảnh biệt thự của Phó Ban Nội Chính tỉnh Đắk Lắc xây không phép. Theo quy hoạch, đến năm 2020, tại địa phương, khu đất của vợ chồng Phó Ban Nội Chính tỉnh Đắk Lắc không thuộc diện được chuyển đổi sang đất thổ cư. Ngày 3 tháng 4, ông Nguyễn Sĩ Kỳ, Phó Ban Nội Chính tỉnh Đắk Lắc cho biết, gia đình ông đang phải chịu rất nhiều áp lực sau khi báo chí thông tin việc ngôi nhà mà vợ chồng ông tích góp bao năm qua để xây dựng là trên đất nông nghiệp cũng theo ông kỷ ngôi nhà trên là thành quả của vợ chồng ông tích góp nhiều năm từ việc làm ruộng sau khi vợ nghỉ dạy học về nhà chăm lo nương rẫy và nuôi gia súc bản thân ông từng phải lao ra đường chạy xe ôm để có tiền sinh sống ngôi nhà trên có giá trị khoảng 3 tỷ đồng trong đó tiền của các con góp là phần lớn và tiền của vợ chồng tôi bao năm qua tích lũy để xây dựng ngôi nhà khang trang dưỡng già. Tại địa phương nhiều ngôi nhà xây dựng trái phép nhưng phường e tam làm ngơ còn gia đình tôi bị phạt ông kỳ phân trần trước đó bà quách thị tuất và ông nguyễn sĩ kỳ nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cửa đông bắc giai đoạn 2011-2015 hiện là phó ban nội chính tỉnh đứng tên chủ sở hữu ba thửa đất có tổng diện tích gần một hecta tại tổ dân phố 11 phường Ea 8 Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Kỳ xây nhiều hạng mục trong ngôi nhà như hồ bơi rộng 153m2, một hồ rộng 80m2 kết hợp với nhà tròi trong hồ cá rộng 625m2. Ngôi nhà có hai tầng với diện tích gần 200m2, đồng thời xung quanh nhà xây thêm tường rào cao gần 3m kiên cố. Trả lời phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Ea Tam cho biết, Do ngôi nhà của ông Kỳ xây dựng trái phép trên phần lớn đất nông nghiệp rộng tới 1 hecta, vì vậy đơn vị đã yêu cầu gia đình hoàn trả lại hiện trạng khu đất. Sau khi chúng tôi xuống kiểm tra, phát hiện thêm nhiều công trình sai phạm của gia đình bà Tuất và đã lập biên bản ra quyết định tháo dỡ. Tuy nhiên bà Tuất không hợp tác và còn đe dọa nếu bị cưỡng chế tháo dỡ sẽ tự sát, một cán bộ phường Ea Tam cho biết. Được biết, ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy Đắk Lắc sẽ họp để xử lý về vụ việc bị có liên quan đến cán bộ tỉnh Ngoài ra gia đình ông Kỳ cũng đã làm đơn xin giữ lại công trình cũng như đảm bảo sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng của thửa đất khi tỉnh cho phép Theo quy hoạch đến năm 2020 ta địa phương thu đất của vợ chồng ông Kỳ không thuộc diện được chuyển đổi sang đất thổ cư. Phó ban nội chính tỉnh xây biệt thự bị cưỡng chế vợ đòi tự tử, tử ông nguyễn sĩ kể cho rằng cơ quan chức năng địa phương ra quyết định cưỡng chế nhà xây dựng trên đất nông nghiệp của vợ chồng ông là chưa công bằng và do nhiều người ganh ghét vợ đòi tự tử, tử nếu cưỡng chế theo ủy ban nhân dân phường Ea tam thành phố buôn ma thuột bà quách thị tuất và ông nguyễn sĩ kỳ nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cờ đông bắc giai đoạn 2011-2015 hiện là phó trưởng bà nội chính tỉnh Đắk Lắk, trú tại tổ dân phố 11 phường Ea Tam, đứng tên chủ sử dụng ba thửa đất có tổng diện tích gần 1 hecta tại tổ dân phố 11. Từ năm 2011 đến nay, bà Tuất đã cho xây dựng khu biệt thự với nhiều hạng mục gồm căn nhà 2 tầng diện tích gần 200 m2, khu nhà bếp nhà khách chỉ 1 m2, căn nhà chòi 19 m2, hồ bơi 153 m2, đào một hồ diện tích 80 m2 vào hồ cá kết hợp dựng nhà trọi diện tích 625 m vuông Xung quanh khu đất này, bà Tuất còn cho xây tường bao kiên cố gần 3m, rào kém thép gai và còn mở một con đường bê tông rộng 3m, dài trên 261m dẫn vào nhà. Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, ba thứ đất trên thuộc quy hoạch đất trồng cây lầu nằm. Ủy ban nhân dân phường đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu bà Tuất Hoàn trả lại hiện trạng của đất này. Một lãnh đạo phường Ea Tam cho biết, trong quá trình xử lý công trình sai phạm trên, khi cán bộ phường xuống kiểm tra, gia đình bà Tuất bất hợp tác, cửa đóng then cài không thể vào kiểm tra. Phường đã phải gửi giấy mời, sau đó bà này mới cho vào. Một lãnh đạo phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng xác nhận thông tin trên và cho biết thời điểm kiểm tra là trước Tết Nguyên đán năm 2017. Phóng viên đã tìm đến tổ dân phố 11 để mục sở thị khu biệt thự của vợ chồng ông Kỳ. Theo ghi nhận, khu biệt thự được xây dựng tường bao kiên cố rất cao, trên được răng dây thép gai, cổng vào khu biệt thự kín mít, quá trái và được lắp camera theo dõi bên ngoài. Vợ chồng ông ấy ít giao lưu với bà con ở đây lắm, cổng gắn camera theo dõi nếu người quen mới trở vào. Mỗi lần có khách vào, xe ô tô chạy tung bụi mù. Một người dân ở tổ dân phố 11 cho biết. Phóng viên đã liên lạc điện thoại với ông Nguyễn Sĩ Kỳ để tìm hiểu rõ về khu biệt thự. Qua điện thoại ông Kỳ cho biết, khu đất này do vợ đứng tên và được mua từ khoản tiền lương tích cóp. Theo ông Kỳ, khi mua, tiền trạng khu đất đã được chủ đào ao dựng nhà cấp 4 trên đất thời kỳ đó cuộc sống khó khăn lắm ngày tôi làm ở thanh tra tỉnh tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm vợ chồng còn phải nuôi heo gà góp nhật từng đồng ông kỳ phần trách ông kỳ cho biết Hoàn tiền xây nhà là do vợ chồng tích góp một phần là hỗ trợ của con cái cũng theo ông kỳ khi nhận quyết định yêu cầu khắc phục của ban nhân dân phường vợ ông rất bực xúc và nói rằng nếu bị cưỡng chế sẽ tự tử vợ tôi nóng tính lắm bà ấy bục xúc mà nói vậy tôi đã khuyên bà ấy phải bình tĩnh ông kỳ cho hay không có vùng cấm trao đổi về khu biệt thự xây dựng trái phép của vợ chồng ông nguyễn sĩ kỳ ông vũ văn hưng phó tịch ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột cho biết sẽ không có vùng cấm theo ông hưng quy định của chính phủ những công trình xây dựng trái phép như thế này phải bị tháo dỡ để trả lại nguyên trạng đất như ban đầu tuy nhiên do đây là công trình xây dựng lớn lại liên quan đến cán bộ lãnh đạo của tỉnh nên ủy ban nhân dân thành phố đang xin ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy về hướng xử lý trao đổi với một lãnh đạo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đắk lắc vị này cho biết sai phạm của ông kỳ nếu xử lý đúng hình thức kỷ luật sẽ còn nặng hơn chứ không phải cảnh cáo tuy nhiên ông kỳ cho rằng vì ông bị xử lý kỷ luật là chưa công bằng và do bị gây ghét cả. theo ông kỳ Phương chỉ xử lý xây dựng trái phép nhà vợ chồng ông là không thể chấp nhận được vì xung quanh nơi ông sinh sống còn có rất nhiều nhà xây dựng tương tự trong đó có cả cán bộ nguyên là thường vụ tỉnh ủy. Ông Kỳ cũng cho biết sẽ rút đơn khiếu nại chấp nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì thấy quá mệt mỏi. Con trai cũng bị xử phạt xây dựng không phép. Ủy ban nhân dân phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột đã xử phạt vi phạm hành chính khoản tiền là 6,2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Sĩ Kỷ Nguyên, con trai ông Nguyễn Sĩ Kỷ vì hành vi xây dựng không phép. Theo đó, ông Nguyên xây dựng showroom ô tô tại thửa đất 198, tờ bản đồ số 12, tổng diện tích là 649 m2 thuộc phường Tân Thành. Ông Nguyên sau đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất 300 m2 nhưng cho xây gần 500 m2. Theo ghi nhận của phóng viên Ngày 1 tháng 4, sau khi bị Ủy ban Nhân dân phường xử phạt, ông Nguyên vẫn tiếp tục cho xây dựng. Hàn khung sắt hoàn thiện mái che toàn bộ diện tích trên 600 mét vuông. Làm việc với cán bộ xây dựng phường Tân Thành, vị này nói rằng chưa nắm được sự việc và hứa sẽ cho kiểm tra lại. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyên xác nhận đang cho xây dựng khung sắt để làm mái che di động hoàn thiện sâu nếu không cho xây dựng thì tôi sẽ tháo rỡ thôi ông Nguyễn cho biết thứ năm biệt thự Con Tum ông Phạm Thanh Hà cũng trong năm 2017 biệt thự ông Phạm Thanh Hà thành phố Con Tum bị báo chí và người dân phản ánh do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ông Phạm Thanh Hà là trưởng ban quản lý khu kinh tế Con Tum ủy viên thường vụ tỉnh ủy tổng diện tích căn biệt phủ xây dựng giữa dãy cao su là 2.000 mét vuông nguy nga đổ sộ và tráng lệ nội thất bên trong sử dụng nhiều đồ gỗ tự nhiên cao cấp theo thông tin từ ông hà căn biệt thự này đã được xây dựng từ năm 1991 đến năm 2010 ông hà đã làm đơn đề nghị chuyển 1.000 mét vuông đất nông nghiệp của khu biệt thự sang đất nông thôn song chủ tịch xã lại khẳng định biệt phủ xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được quy hoạch chuyển đổi biệt phủ hoàng tráng của ủy viên thường vụ tỉnh ủy con tum người dân xã đắc cấm thành phố con tum bức xúc vì ông phạm Thanh hà trưởng ban quản lý kinh tế con tum xây biệt phủ trên đất nông nghiệp nhưng chính quyền địa phương không xử lý khu biệt phủ của ông hà ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh con tum được xây giữa rừng cao su ở xã đắc cấm cách trung tâm thành phố con tum khoảng 5 km xây nhà không để ý chuyện xin phép. Ông Hòa cho biết khu đất của gia đình rộng hơn 25 hecta, trong đó 2.000 mét vuông, được cơ quan chức năng cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn, số còn lại là đất trồng cây lâu năm. Vị này kể, trước đây từ năm 1991, nơi đây không phải là khu dân cư, mình vào đây trồng cao su thì ai cũng bảo mình hầm. Ban đầu mình chỉ xây hồ câu cá, nhà cấp 4 cho người lao động ở lại làm giấy, mù cao su lên giá, gia đình xây mỗi năm một ít thành nhiều khu nhà như hiện này. Ban đầu xây nhà không để ý chuyện xin phép, sau này nghĩ mình làm nhà không đâu vào đâu, tức chưa xin phép thì không được, nên xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn làm cho đúng. Vị trưởng ban quản lý khu kinh tế Con Tum nói. Xây từ năm 1991 đến năm 2010 mới xin phép. Theo phản ánh của người dân xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum, ông Hà xây biệt phủ trên đất nông nghiệp sinh sống từ lâu, nhưng khi người dân nơi đây xây nhà cấp 4 thì bị cơ quan chức năng đến lập biên bản cưỡng chế. Chúng tôi chỉ mới đổ đất và liệu xây nhà thì bị chính quyền xã đến lập biên bản cấm không được phép xây dựng. Còn ông Hà xây dựng biệt phủ đồ sộ trên diện tích hàng nghìn mét vuông thì không thấy cơ quan nào đến nhắc nhở xử lý thì không công bằng. Chị Nguyễn Thị Thơ, ngụ xã Đắc Cầm Bức xúc Biệt phủ có gia đình ông Hà nằm giữa dãy cao su, nối với tỉnh lộ 671, bằng con đường bê tông rộng 5m, dài khoảng 500m. Phía trước khu nhà là cánh đồng lúa, hồ sen rộng lớn, cầu mà biệt phủ được xây hoành tráng bằng gạch, cửa sắt, được chạm khắc công phủ. Khu vực bên trong có nhiều công trình gồm nhà sàn gỗ, nhà thờ tự, hồ sen nuôi cá, nhà ở cho công nhân. Ông Hà xác nhận biệt phủ được xây mỗi năm một ít từ năm 1991 đến nay, trên diện tích là 2.000 m2. Đến tháng 8 năm 2010, ông Hà, thời điểm này giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum, mới làm đơn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 1.000 m2 đất, thửa đất số 71 thuộc bản đồ số 34 từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn. Đến tháng 5 năm 2011, ông Hà gộp các thửa cạnh nhau thành một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung tổng cộng hơn 25 hecta đất trong đó có 2.000 mét vuông đất ở nông thôn số còn lại là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm về vấn đề này bà võ thị lý chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc cấm khẳng định khu vực đất ông hà xây dựng nhà ở đến nay vẫn chưa được quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn duy nhất cá nhân ông hà chuyển đổi được mục đích sử dụng đất chứ xung quanh khu vực này chưa có người dân nào chuyển đổi được. Ông Hà đã xây nhà trên đất nông nghiệp rồi hợp thức hóa thủ tục sau, bà Lý cho hay. Tiếp tục liên hệ phòng tài nguyên và môi trường thành phố Con Tum, xác minh thì lãnh đạo cơ quan này cho rằng các hồ sơ đất đai liên quan đến khu đất, trong đó có biệt phủ của ông Hà đã thất lạc mất, đến nay chưa tìm thấy hồ sơ gốc. Con Tum cơ quan chức năng né tránh trong vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy bị tố xây nhà trên đất nông nghiệp liên quan đến vụ việc phó thủ tướng trương hòa bình từng có chỉ đạo yêu cầu tỉnh con tum kiểm tra nội dung báo chí phản ánh về việc ông phạm thành hà ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh này xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp chuyện quy hoạch nhưng xã không nắm được Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng chiều ngày 15 tháng 5, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Con Tum đã họp cung cấp thông tin liên quan. Cụ thể về vụ việc liên quan tới ông Hà, kết quả kiểm tra xác minh theo báo cáo số 251 ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Con Tum. Việc đồng chí Phạm Thanh Hà xây nhà trên đất nông nghiệp như một số báo chí nêu là không đúng sự thật vì từ năm 2009, tại vị trí đất của ông Phạm Thanh Hà đã được xác định là đất ở nông thôn. Ông Hà hiện đang sử dụng 25,19 ha đất tại thôn 2 xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum để làm kinh tế trang trại làm cao su. Nguồn gốc của khu đất này có từ năm 1993 khi ông Hà cùng 10 người khác được Ủy ban Nhân dân thị xã Con Tum giao đất để trồng cao su tiểu điển làm kinh tế vườn quy định số 272 trên quy đề UBND ngày 10 tháng 5 năm 1993 của Ủy ban Nhân dân thị xã Con Tum. Trong quá trình triển khai sản xuất do nhiều lý do khác nhau nên 10 người này đã giao đất lại cho ông Hà tiếp tục sản xuất. Theo báo cáo, diện tích đất ông Hà đang sử dụng hiện nay là ổn định, đúng quy hoạch sử dụng đất và được Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tum cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định với tổng diện tích là 251.968 m2, trong đó đất ở nông thôn là 2.000 m2, đất trồng cây lâu năm là 249.968 m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 891537 ngày 24 tháng 5 năm 2011. Riêng về đất ở nông thôn, ông Hà làm thủ tục xin và được chuyển đổi mục đích sử dụng đất hai lần, năm 2009 là 1.000 m2 năm 2010 là 1 ngàn mét vuông. Trong quá trình sử dụng đất, ông Hà đã dựng lán trại nhà ở tạm để sản xuất canh tác và chuồng trại để chăn nuôi, làm nhà kho để tập kết phân bón và từ sản xuất. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Con Tôm thống nhất cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, ông Hà mới lần lượt cải tạo nhà tạm đã có, xây dựng thêm một số công trình nhà ở theo hướng làm dần từng hạng mục, không phải làm một lần và đã được kê khai qua các năm theo quy định. Về ý kiến ông Hà xây dựng nhà nhưng không có giấy phép xây dựng, theo giải trình của ông Hà, chiếu theo luật xây dựng năm 2003 và luật xây dựng năm 2014 thì các công trình nhà của ông xây dựng thuộc diện miễn giấy phép xây dựng theo khoản 1 điều 62 luật xây dựng năm 2003 và khoản 2 điều 89 luật xây dựng năm 2014. Tuy nhiên khi phóng viên đến xã Đắc Cấm để tìm hiểu thì bà Võ Thị Lý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Đắc Cấm cho biết, hiện tại tôi đã chỉ đạo ban địa chính xã tìm lại những văn bản liên quan đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Tuy nhiên trước ngày 12 tháng 12 năm 2011, chưa thấy có quyết định nào về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trên địa bàn. Điều lạ là nếu có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì lẽ nào chính quyền ở xã Đắc Cấm sở tại lại không hề hay biết. Trong khi đó, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã cũng đã có đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nông nghiệp, nhưng đều không được xã đồng ý vì chưa có quy hoạch. Hay ông Hà là trường hợp cả biệt. Cố tình làm khó cơ quan báo chí. Để làm rõ thông tin, phóng viên đã liên hệ với Ban tuyên giáo tỉnh ủy Con Tôm đề nghị cung cấp các nội dung liên quan đến vụ việc của ông Hà tuy nhiên đại diện ban tuyên giáo cho rằng nội dung mà phóng viên yêu cầu đã được thông báo cho một số cơ quan báo chí thông tấn được mời tham dự nên không có trách nhiệm thẩm quyền cung cấp cho báo pháp luật việt nam nữa nếu phóng viên muốn lấy thông tin thì phải liên hệ qua ủy ban nhân dân tỉnh con tum khi phóng viên qua ủy ban nhân dân tỉnh con tum liên hệ làm việc lần thứ nhất cán bộ văn phòng ở đây trả lời rằng nội dung liên quan đến vụ việc của ông hà đã được chuyển cho ban tuyên giáo tỉnh ủy nên cứ qua đó yêu cầu họ cung cấp. phóng viên có gọi điện cho ông bùi thanh bình tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh ông bình cũng nói nếu phóng viên cần thông tin thì cứ qua ban tuyên giáo tỉnh ủy cơ quan này sẽ cung cấp tuy nhiên khi nghe phản ánh của phóng viên về trả lời của ban tuyên giáo thì ông bình nói phía ủy ban nhân dân tỉnh không cung cấp được còn nguyên nhân vì sao thì ông này không nói rồi tắt máy Khó hiểu hơn khi phóng viên cầm giấy giới thiệu tới phòng tài nguyên và môi trường thành phố Con Tum yêu cầu đơn vị này cung cấp tài liệu liên quan đến vấn đề quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Đắc Cấm từ năm 2019 đến năm 2011 và hồ sơ xin chuyển đổi 2.000m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Hà thì ông Đào Duy Hà trưởng phòng trả lời là không có thẩm quyền cung cấp và yêu cầu phóng viên phải qua xin giấy giới thiệu của ủy ban nhân dân thành phố con tum điều đáng nói trước đó khi làm việc với ông nguyễn quốc vương tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố con tum ông này khẳng định phía ủy ban không có bất cứ quy định nào về việc phải có giấy giới thiệu của ủy ban thì các cơ quan trực thuộc mới được quyền cung cấp thông tin cho báo chí để tiện cho việc lấy thông tin của phóng viên ông vương đã chủ động gọi điện thông báo với ông hà là có báo chí đến yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc của ông Hà. Tuy nhiên khi phóng viên gọi điện thoại cho ông Đào Duy Hà để đặt lịch làm việc, ông này vẫn thẳng từng từ chối và vẫn yêu cầu phải có chỉ đạo hay giới giới thiệu từ Ủy ban Nhân dân thành phố Con Phải chăng có điều gì khuất tất trong buổi việc nên cơ quan chức năng cố tình néo tránh không cung cấp thông tin? Thứ sáu, biệt thự song sinh của quan chức Hà Nạn biệt thự song sinh của hai anh em ông nguyễn minh hoàn và nguyễn đức vượng bí thư huyện duy tiên nằm tại khu đô thị hòa Mạc huyện duy tiên là một trong những biệt thự quan chức khiến dư luận tỉnh hà nam nói riêng cảm thấy khó hiểu căn biệt thự nguy nga tráng lệ của hai anh em ông được xây dựng theo phong cách kiến trúc của điển pháp với mái ngói đỏ tươi tường sơn màu vàng các chi tiết kiến trúc được thiết kế xây dựng tỉ mỉ cầu kỳ Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn thiết kế biệt thự. Trong từ xa hai biệt thự này không khác gì một lâu đài trắng lệ. Tuy nhiên theo chủ tịch ủy ban nhân dân huyện duy tiên, hai căn biệt thự này đều được kê khai trong tài sản nên không có dấu hiệu sai phạm. Bí thư huyện nói gì về căn biệt thự song sinh của hai anh em khiến nhiều người choáng ngợp. Em tôi làm bên đô thị Nam Hà Nội nên cũng có những thiết kế riêng phải làm đẹp rồi bí thư huyện Duy Tiên nói. Theo ghi nhận trên tờ VOV, hai căn biệt thự nằm sát nhau của hai anh em bí thư huyện Duy Tiên tọa lạc tại thị trấn Hòa Mạc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hai căn biệt thự này được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp với các đường nét trang trí cầu kỳ tinh xảo, khiến ai nấy đều phải trầm trồ về độ nguy nga. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Vượng, bí thư huyện Duy Tiên nói, Cảm ơn mọi người đã quan tâm ở các thành phố lớn trong nước mình còn nhiều căn biệt thự đẹp và độc đáo hơn. Em tôi làm bên đô thị Nam Hà Nội nên cũng có những thiết kế riêng phải làm đẹp rồi. Ở khu tôi ở cũng đang phát triển chung nên có rất nhiều những nhà cao tầng đẹp lạ mặt. Trước đó, ông Phạm Hồng Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết trên tờ báo pháp luật, đồng chí Vượng là bí thư huyện ủy, tỉnh ủy viên thuộc đối tượng quản lý của tỉnh ủy. Căn biệt thự có vị trí ở khu đô thị Hòa Mạc đúng là của nhà anh Vượng và có kê khai trong bản kê khai tài sản. Còn nhà bên cạnh là của anh Hoàng, em trai anh Vượng. Anh Hoàng là chủ dự án khu đô thị Hòa Mạc. Cũng trên thời này, ông Nguyễn Mạnh Đạt, trưởng phòng tài nguyên huyện Duy Tiên Hà Nam cũng khẳng định đất anh Vượng đang sử dụng thuộc khu dự án trong khuôn viên nhà anh Vượng gồm 4 suất, 2 xuất nhận thừa kế còn 2 xuất nhận chuyển nhượng của dân. Về đứng tên thì đã đứng tên ảnh vượng Thứ bảy Biệt thự trên đồi thông lạng Sơn Biệt thự trên đồi thông của ông Nguyễn Thế Tuy Nguyên phó bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn đứng tên bà Hoàng Thị Nga vợ ông, tổng diện tích là 5.000 m2. Phần đất xây dựng chiếm 500 m vuông Căn biệt thự nguy nga với chiếc cổng bằng đồng chắc nịch, lúc nào cũng đóng kín cùng với hàng rào thép gai, camera chi chít khó tiếp cận. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Pha, toàn bộ khu đất mà ông Tuy xây dựng, biệt thự đều là đất lâm nghiệp. Còn theo tài liệu của Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn cung cấp, ông Nguyễn Thế Tuy xây dựng căn biệt thự trên đất trồng rừng sản xuất. Từ năm 2011, toàn bộ khu đất này đã được chuyển đổi sang đất ở. Thế nhưng các tài liệu chuyển đổi còn nhiều mập mờ chưa minh bạch. Nguyên Phó Bí thư Lạng Sơn nói gì về căn biệt thự bị đề nghị thu hồi sổ đỏ. Thanh tra chính phủ xác định năm 2011 đến năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã cho phép một số hộ dân thuộc xã Mai Pha chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở không đúng quy định rồi cấp sổ đỏ. Trong số này có thừa đứng tên bà Hoàng Thị Nga, vợ nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Nguyễn Thế Tuy. Như báo chí đã đưa tin, từ năm 2010 đến năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất ở cho 9 hộ dân với diện tích hơn 5.249m2 tại xã Mai Phá. Trong đó có 3 hộ chuyển đổi mục đích không đúng với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện, ngày 20 tháng 10 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn có văn bản đề nghị sở xây dựng đưa một số khu đất dân cư ở tập trung và quy hoạch phân khu khu đô thị phía nam thành phố trong đó có khu đất của bà hoàng thị nga ở thôn Khòn quyền căn biệt thự của gia đình ông nguyễn thế tuy đã chuyển nhượng cho người khác từ hơn một năm trước đến ngày 9 tháng 11 năm 2011 Sở xây dựng có văn bản trả lời khu vực theo sơ đồ do Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị đã được xây dựng trong nhiệm vụ quy hoạch đất ở sinh thái. Ngay sau khi sở xây dựng của văn bản nêu trên ngày 24 tháng 1 năm 2011, ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 500 m2 đất ở trong tổng số 5.000 m2 đất của bà nga sở hữu. Thanh tra Chính phủ xác định, tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì thửa đất của bà Hoàng Thị Nga không đủ điều kiện chuyển đổi. Mặt khác, khi đầu án quy hoạch hoàn thành. Việc cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khu đất của bà Nga vẫn thuộc diện quy hoạch đất vườn nổi. Qua tìm hiểu của phóng viên, bà Hoàng Thị Nga là vợ ông Nguyễn Thế Tuy, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn khóa 13. Vào năm 2011, ông Tuy đang đương chức. Ngày 4 tháng 3, phóng viên đã tìm về căn biệt thự của vợ chồng ông Nguyễn Thế Tuy tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn dọc con đường nhỏ trên ngọn đồi thông cao vút ngay sát phố mày phà căn biệt thự nhà ông tuy nằm ở lưng chừng cửa đóng thèn cả sau một hồi bấm chuông gọi cửa không thấy ai trả lời chúng tôi tìm hỏi người dân sống gần đó được biết gia đình ông tuy đã bán căn biệt thự cho người khác từ lâu tìm gặp ông phan thanh lương chủ tịch xã mai pha vào chiều ngày 4 tháng 3, ông lương xác nhận với chúng tôi trước đây gia đình ông đã bán khu đất trên cho vợ chồng ông nguyễn thế tuy thời điểm đó ông tuy đang làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy lạng sơn nguồn gốc đất là đất rừng sản xuất đổi thông do gia đình ông lương trọng sau đó gia đình ông tuy đã chuyển đổi thành đất ở xây dựng nhà cửa khang trang và tới sinh sống ở đó nhiều năm sau này thì không thấy gia đình ông tuy còn sinh sống ở đó nữa ông được thông tin trao đổi với phóng viên qua điện thoại ông nguyễn thế tuy nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh lạng sơn cho biết Khoảng năm 2011 đến năm 2012, tôi có làm thủ tục chuyển đổi 500 mét vuông đất rừng sản xuất sang đất ở và xây căn nhà trên mảnh đất này. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tôi đều thực hiện đầy đủ thủ tục và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. 500 mét vuông đất xây nhà nằm trong diện tích 4 hecta đất rừng sản xuất trồng thông được tôi mua lại của người khác. Và như vậy 4 hecta thông này cũng có nghĩa là do tôi trồng. Tuy nhiên căn nhà này tôi đã bán lại cho người khác được hơn một năm. Tất nhiên nhà cửa đất đai của tôi phải đầy đủ thủ tục người ta mới mua, ông Tùy nói. Trước câu hỏi của phóng viên về việc thanh tra chính phủ kiến nghị thu hồi sổ đỏ đã cấp cho diện, đã cấp cho diện tích đất trồng sản xuất chuyển đổi sang đất ở xe quy định, ông Tùy nói. Việc thu hồi là của nhà nước, tôi không được tiếp cận kết luận thanh tra và nhà đã bán nên không ý kiến gì. Theo kết luận thanh tra, thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ do vi phạm quy định kế hoạch sử dụng đất và xử lý công trình xây dựng theo quy định đồng thời kiểm tra làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan sai phạm đặc biệt có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cán bộ thuộc sở tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân thành phố lạng sơn thanh tra chính phủ yêu cầu thanh tra chính phủ cũng cho biết những kiến nghị của cơ quan này tại bản kết luận thanh tra trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai đã được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý. Từ năm 2010 đến năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất ở cho chín hộ dân với diện tích hơn 5.249m2 tại xã Mai Phá trong đó có 4 hộ chuyển đổi mục đích không đúng với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ do vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý công trình xây dựng theo quy định. Quý vị nghĩ như thế nào? Tiền ở đâu để xây dựng được những biệt phủ khủng như thế nào? Chẳng mỗi quý vị đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Judy chỉ để kê được sơ sơ từng này Judy tin chắc rằng Còn nhiều biệt phủ của quan chức Chắc chắn còn khủng hơn nữa mà chưa bị lộ Quý vị còn phát hiện những biệt phủ hoành tráng Của quan chức Việt nào nữa Thì xin điểm danh thêm ở phần bình luận bên dưới video nhé Xin quý vị đừng quên chia sẻ video Đăng ký kênh để động viên cho Judy có động lực làm các video hay hơn nữa trong thời gian tới. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo